Thị xã Sapa là một trong những nơi mát nhất ở miền Bắc, nhiệt độ không quá 27 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay vẫn nắng nóng đặc biệt gay gắt 40 độ, sau 18 giờ có thể mưa dông. Thành phố Hải Phòng mức độ không nóng gay gắt bằng Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay 36 độ. Thành phố Vinh hôm nay tiếp tục là một ngày nắng như đổ lửa, nhiệt độ cao 39 độ. Thành phố Đà Nẵng trời nắng nhiều nhưng do có hơi mát từ biển nên cảm giác đỡ ngột ngạt, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Thành phố Phan Thiết hôm nay hết nắng nóng, nhiệt độ giảm còn 34 độ, chiều tối có lúc có mưa rào. Thành phố Đà Lạt dự báo hôm nay nắng đến khoảng 16 giờ, nhiệt độ không quá 26 độ, về chiều tối có mưa dông. Thành phố Hồ Chí Minh trưa trời nắng 33 độ, chiều có mưa vừa mưa to, đề phòng ngập úng. Thành phố Cần Thơ cũng chung trạng thái sáng nắng, chiều mưa dông 33 độ. Thành phố Cà Mau mưa có thể đến từ sớm, nhiệt độ cao nhất 32 độ.